căn nhà nhỏ chật kín quần áo cũ. Một người phụ nữ ngày nào cũng bận. Lần đầu tiên cô lên cô toàn đứng cô khóc. Trông dân khổ quá. Quan điểm của cô bảo cho cái cần câu không bao giờ cô cho con cá. Và những hành trình mang hơi ấm lên vùng núi cao. Hàng ngày, công việc của bà Cậy là chọn lọc, phân loại và gấp gọn quần áo mà mọi người quyên góp đến nhà bà. Cái năm đầu tiên cô phải đi xin từng nhà một đấy, vất vả lắm. Bây giờ người ta cứ đổ đến nhà, có ai là cô đánh dấu. Nếu cho người ta 5 cân gạo thì là mất 55.000 mới 60.000 cô đem ra cô mua cái màn. Một cái màn đôi thì hai vợ chồng con cái nhà người ta dùng được 5-6 năm mới rách. Lúc rảnh rỗi, những người hàng xóm cũng tranh thủ qua giúp bà Cậy các công đoạn khác nhau. Người lọc quần áo tốt, người khâu vá những quần áo lỗi, người sắp xếp, người khuân vác và dọn dẹp. Người ta có tâm thì mới làm được, thực sự là như thế. Ngày nào cũng như ngày nào, thậm chí là bỏ cả giỗ Tết để đi phát cháo, vẫn đi làm từ thiện phát cháo trên bệnh viện. Là học sinh cũ của cô Cậy, cảm phục công việc của cô giáo. Chị Hà cũng góp sức cùng cô quyên góp quần áo cũ. Em muốn chia sẻ việc làm của cô để cho mọi người cùng biết đến, để cùng chung tay. Năm hôm về cô dặn một đống, một trăm cái. Quần áo của cô để đi Hà Giang này, đi Tuyên Quang này, đi Thái Nguyên này, đi Điện Biên này và đi Sơn La. Có đứa cùng học lần kéo áo cô lại. Bà có lương thì bà ngồi nhà mà ăn làm sao, bà phải đi chỉa chân chỉa tay như là ăn mày. Kiểu có ai làm như bà đâu. Thì có, bản thân cũng bị, người nhà cũng bị mắng là cái đồ điên. Bỏ qua những lời cười chê, bỏ qua sự cực nhọc và vất vả, bà Cậy vẫn cần mẫn từng ngày, từng giờ, mong cho vùng cao không ai bị lạnh.